Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình Ô Tô Cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Các bác nhớ bấm nút đăng ký kênh để chúng ta có thể tự động cập nhật những video mới nhất mà em về theo năm tháng. Hôm nay mới nhất là ngày 10 thì em xin được trân trọng giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu xe ô tô mà giá có hơn 100 triệu. Với hơn 100 triệu thì chúng ta có thể mua xe gì số tự động được? Thì đây, trước mắt chúng ta đây là chiếc Daihatsu phiên bản Super số tự động, sản xuất năm 2006, tư nhân chính chủ bề Hà Nội. Xe nhập khẩu nguyên chiếc nội địa Hàn Quốc. Xe được mang ngoại thất là màu bạc. Với cái tầm tiền hơn 100 triệu mà chúng ta mua số tự động thì là có Daihatsu này, Chevrolet Spark hay là Kia Morning. Với cái tầm tiền mà hơn 100 triệu thì chắc là chúng ta cũng chỉ mua đi lại quanh quanh, che mưa che nắng. Thì chiếc Daihatsu phiên bản Super này của em cũng khá là hợp lý cho bác nào muốn mua về chạy quanh quanh, hay là mua cho vợ đi chợ, đưa đón con đi học. Chiếc Matiz Super này là một cái phiên bản đủ số tự động, xe nhập khẩu nội địa Hàn Quốc mọi người nhé. Về chất lượng xe thì cam kết cho các bác là xe không đâm đụng và không ngập nước, thì chúng ta hoàn toàn là yên tâm về chất lượng. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết đánh giá cho mọi người cùng xem. Về phần sơn thì em cũng nói luôn là từ 2006 đến giờ thì không thể nào tránh được tút tát đâu. Mà cái phần tút tát em làm đẹp spa lên thì cũng tốt cho các bác thôi. Về chỉ việc sẵn đi thì không phải làm gì cả. Về hai cái đèn pha này vẫn còn sáng mọi người nhé, vẫn còn rất sáng luôn. Bên này cũng vậy. Đây có cái ba sốc này hơi hở một tí mà em sẽ xử lý sau. Mặt ca lăng này của Daihatsu, tư nhân chính chủ biển Nam số Hà Nội mọi người nhé. Kính lái là không bị rạn nứt mà cũng không móp méo gì cả. Đăng kiểm phí đường bộ đến tháng 12 năm 2019. La răng đúc mọi người ạ. Đây la răng đúc mọi người nhá. Bốn quả lốp còn tốt theo xe. Mặt gương chỉnh điện. Mặt gương chỉnh điện. Xi nhan tích hợp ở đây. Đó, tất cả cái đường gân các bác thấy không? Vẫn còn đều tam tắp. Đây la răng sau đây cũng là la răng đúc. Chủ nhân họ lắp thêm được cái nẹp chân kính mạ chrome này, về mưa này, thành giá hàng. Có tí đồ chơi nào thì càng hay chỗ đấy đúng không các bác? Đây là cái táp ly cửa phụ này, táp ly cửa phụ này, em quay keo chỉ cho mọi người cùng xem nhé. Keo chỉ zin này. Đây. Đó. Ốc bản lề này, zin đen đét luôn mọi người nhá. Ngoảm khóa còn sáng choang luôn. Đó, ghế da thì ghế da theo xe mọi người nhé. Đây, ghế da xịn theo xe. Màu chanh. Vâng. Với cái dòng xe này thì cam kết cho các bác là không taxi đâu, nên là các bác yên tâm nhé, không khoan đục mà cũng không taxi đâu. Đó, hộc để đồ này. Đây một hộc để đồ nữa này. Số tự động. Vâng. Đây, táp ly cửa sau này. Keo chỉ, cột kèo, tất cả mọi thứ là zin đét mọi người nhá. Em cam kết cho các bác là không va chạm đâu, không tai nạn, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm nhá. Phiên bản Super. Và đây. Các bác đợi em xíu, em mở cái cốp cho mọi người cùng xem nhá. Đây là phần táp ly cửa lái này, táp ly cửa lái này. Bốn kính điện mọi người nhá, phiên bản Super mà, bốn kính điện này. Đây. Cốp sau đây. Vẫn còn nguyên lưới hàng với lại khay để đồ vẫn còn nguyên. Đây, đồ sơ cua đây mọi người nhé. Để đợi em xíu nhé. Đồ sơ cua này, lốp sơ cua nằm ở dưới. Đây, lốp sơ cua đây. Đồ sơ cua là vẫn còn nguyên. Xe nội địa Hàn Quốc nên do vậy là trang bị option với lại tiêu chuẩn cũng khá là cao. Đây, Daihatsu. La răng này.
bốn quả la răng còn rất sáng luôn. Ghế ra đây. Ngồi thì nói chung là cũng khá không thoải mái lắm đâu, nhưng mà xe nhỏ tiền mà các bác, có hơn 100 triệu. Chắc là em nghĩ là cũng không cái nào hơn được nữa. Đây, sản xuất năm 2006 mọi người nhé. Tất cả cái tem mác là vẫn còn nguyên này. Đây, ngoảm khóa này, sáng choang. Ốc bản lề cũng vậy. Đó. Đây là nội thất của em đó đây. Em bỏ cái này đi nhá. Em bỏ cái các bác đợi em xíu nhá. Rồi. Bỏ vào đây. Đây, táp lô này. Xe được lắp thêm cảm biến lùi. Vô lăng bọc da. Một túi khí. Ghế da theo xe. Ghế da nguyên bản theo xe mọi người nhé. Màn hình này là màn hình mới lắp thêm. Vâng, màn hình DVD camera lùi. Em mới lắp mọi người nhé. Mới 100% Bluetooth nữa. Điều hòa cơ. Và hộp số tự động. Đây, số tự động mọi người nhé. Nói chung là chiếc xe này cũng khá là chất đấy. Nội thất thì rất là đẹp luôn. Nội thất rất là đẹp luôn. Các bác đợi em xíu nhé. Đây máy đây. Với những cái dòng xe mà nó sâu đời như thế này thì em chỉ cần cam kết cho các bác là máy chưa hạ thôi. Còn thì mặt máy để mà làm rong ra chảy mặt dầu hay là bảo dưỡng cò thì đó là cái điều bình thường. Đó. Đây ốc cabo chân máy đây mọi người. Ốc cabo đây mọi người xem này. Còn zin luôn đây. Với những cái dòng xe như này chúng ta chỉ cần là gọi là về nó chạy ổn định thôi. Cái hay là bác chủ bác cũng mới thay cái bộ làm mát mọi người nhé. Bộ làm mát đằng trước là mới tinh 100%. Mới tinh 100% luôn. Đây nội thất đây, rất đẹp. Hơn 100 triệu. Thôi em nói luôn giá bán cho mọi người cùng xem nhé. À, cho mọi người cùng biết nhé. Em sẽ bán chiếc xe này với giá là 133 triệu. Giá có thương lượng một chút. Thì bác nào quan tâm thì alo sớm cho em số điện thoại em để phần mô tả nhé. Đây là chiếc Daewoo Matiz phiên bản Super. Sản xuất 2006. Tư nhân chính chủ về Hà Nội mọi người nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.